Pháp cúng dường. Con kính thầy, con kính pháp, con kính Tam Bảo. Hôm nay nhân ngày kỷ niệm nhận chức lớp trưởng, con xin chia sẻ việc thực hành phép cúng dường của thầy đã dạy. Nhân duyên gặp phép cúng dường. Khi gặp thầy, vọng tưởng của con ngập cả mặt, tu lễ lại, đọc kinh trì chú, tất cả các pháp đều đúc kết vọng tưởng triền miên. Con đã áp dụng hết mọi phương pháp của người này người kia mà không thấy cải thiện tình hình. Đến khi nghe pháp của thầy về phép cúng dường, con mừng vô hạn. Cứu cánh của con đây rồi. Con xin phép trích lời dạy của thầy. 1. Nếu không nhất tâm được thì thực hành pháp cúng dường. 2. Có nhiều con đường để về thành Roma, đâu nhất thiết một con đường. 3. Trong các vị Bồ Tát, cúng dường Bồ Tát Địa Tạng là phước lớn nhất. 4. Bồ Tát Địa Tạng không thành lập quốc độ, bao nhiêu phước đức của Ngài đều tích vào thân Ngài. Ai cầu điều gì đều được Ngài dùng phước đức của mình cho người đó. 5. Trong 6 pháp Ba La Mật, bố thí là cái đầu tiên cần thực hiện. Bố thí thì mới có phước được. 6. Không có phước thì không thể tu các pháp còn lại, nên pháp này ưu tiên số 1. 7. Nếu muốn tu Mật Tông thì cần rất nhiều phước đức. Nhiều vậy thôi, chứ con chỉ cần câu 1 là con thấy đây là phao cứu sinh của cuộc đời con rồi. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Con đội ơn thầy giống như võ công vậy. Chỉ cần khẩu quyết thôi là đã thông hết kinh mạch rồi. Cách cúng dường. Tất nhiên, từ lý thuyết đến thực tiễn cần có cách thức thực hiện của nó. Con xin chia sẻ kinh nghiệm cúng dường của con. Sau khi chắt lọc từ các bài pháp của thầy mà con đã nghe được và tổng hợp như sau. 1. Thay nước hàng ngày vào mỗi buổi sáng, ở nhà và công ty. Trì một biến chú đại bi hoặc chú cụ túc thủy hỏa vào ly nước rồi cúng dường. 2. Nước cắm hoa thay hàng ngày. 3. Nhà con ăn gì, Bồ Tát cũng được cúng cái đó. 4. Trích một suất cúng cho hộ pháp và chúng sanh. 5. Trích 10% thu nhập của hai vợ chồng làm việc thiện, như giúp người nghèo, trẻ mồ côi, phóng sanh, ẩn tổng kinh điển, tặng quà cho các bạn đọc kinh, vân vân. Tại sao lại trích 10%? Có điều kiện con sẽ kể sau. 6. Vào chùa thấy chỗ nào có tượng Địa Tạng Bồ Tát là cúng dường liền và sanh tâm hoan hỷ luôn. 7. Cúng dường bằng cách học thuộc lòng kinh điển rồi dâng cúng cho Bồ Tát. Cách này con cảm nhận là linh ứng liền luôn. 8. Cúng dường hướng dẫn mọi người quy y và theo Ngài Địa Tạng, đặc biệt là phải đến nơi đến chốn, chứ không phải đưa cúng kinh là xong. Pháp này con cũng có cảm ứng ngay lập tức. 9. Cúng dường niềm vui. Con đã chia sẻ ở bài viết trước, cái cúng dường xong niềm vui lại nhân lên rất nhiều lần. 10. Cúng dường bằng tâm. Suy nghĩ các vật phẩm tương lai có thể mua được để cúng dường. Riêng phần này, các bạn phải ăn năn hối lỗi vì do nghiệp chướng sâu dày, nên đến nay con không thể có vật phẩm để cúng dường Ngài. Con nguyện tương lai, con có đủ điều kiện, con sẽ mua những món đồ như vậy để cúng dường cho Ngài. 11. Bố thí nội tài, hiến mẫu nhân đạo. Cái này tốt hơn nhiều so với cúng dường ngoại tài. Khi hiến mẫu con thầm nghĩ, người nào nhận được máu của con sẽ có nhân duyên với Phật Pháp, nhân duyên với Ngài Địa Tạng. Tiền nhận hỗ trợ hiến máu, con cũng đem cúng dường cho Bồ Tát. 12. Tiết thực để cúng dường, tức là giảm khẩu phần ăn lại, một hoặc hai bữa một ngày. Những đồ vật định mua mà không mua, đem những điều này cúng dường cho Bồ Tát. Mong Bồ Tát thọ nhận, rồi phân phối lại cho chúng sanh đói khác. Cách cúng dường này còn gọi là cách cúng dường âm đức. Âm đức là con đường dẫn đến con đường thông minh, trích ngữ lục của Hòa Thượng Tuyên Hóa. 13. Bồ Tát Địa Tạng là đại địa, nên bảo vệ đại địa cũng là cách cúng dường. Còn thực hiện các hành động bảo vệ môi trường để cúng dường bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát. Ví dụ như thu gom pin đi tái chế, thu gom rác thải điện tử,
hạn chế đồ ni lông tối đa, vân vân. 14. Còn nghề pháp của Hòa Thượng Tuyên Hóa nói Bồ Tát nhận hết mọi thứ cúng dường của chúng sanh, kể cả một món đồ chơi của con nít, Ngài cũng hoan hỷ nhận lấy. Vậy là con áp dụng ngay và luôn, bất cứ vật phẩm nào con mua về dùng, con đều cúng dường cho Bồ Tát trước tiên, rồi mới thọ dụng. Còn tạm nhớ 14 điều chính trên, các điều còn lại, tùy theo tâm mỗi bạn mà có thể suy nghĩ ra để cúng dường. Các vật cúng dường, nếu có điều kiện, làm đem cho hàng xóm hoặc chu lợi ích đạt được. Các vật đã cúng dường xong, nếu có điều kiện thì các bạn hãy đem cho hàng xóm hoặc chúng sanh. Lợi ích đạt được. Con ngộ ra một điều, muốn nhất tâm phải có tâm cung kính, mà muốn có tâm cung kính phải có niềm tin vào nhân quả và tam bảo. Mà muốn tin vào tam bảo, cần phải có linh ứng cảm nhận được, mà muốn có linh ứng thì phải nhất tâm. Đây là một cái vòng luẩn quẩn, không có thể nào thoát ra được. Pháp cúng dường sẽ giúp bạn đạt được linh ứng. Mục đích của việc linh ứng là giúp các bạn tin sâu vào tam bảo. Còn hành pháp cúng dường như vậy đã hơn một năm nay. Nhờ thực hành pháp cúng dường, con cảm nhận sự linh ứng màu nhiệm của Phật Pháp, nên đến nay con được các lợi ích như sau. 1. Tin Địa Tạng Bồ Tát là có thật. Các bạn nghe điều này có thể cho con kém tệ, nhưng đối với con đây là bước chuyển mình vĩ đại. Vì tâm nghi ngờ của con rất lớn. Tâm nghi của con rất lớn, nên cái gì mắt thấy tai nghe hoặc cảm nhận được mới tin. Này được như sở nguyện, cảm ơn Bổn Tôn từ bi tha thứ cho tâm nghi của kẻ độn căn này. 2. Có niềm tin vào tam bảo, tu học sẽ nhẹ nhàng hơn. Đúng là niềm tin là mẹ vào đạo. Không đạt được điều này, không bao giờ tu được các pháp khác. 3. Con lại có niềm tin sâu sắc rằng Bồ Tát sẽ có trăm nghìn phương tiện để con giải thoát, nên con không còn sợ hãi luân hồi sinh tử nữa. Do không sợ hãi nên tâm được an ổn. Tâm được an ổn nên không bị khiếp nhược. 4. Do có niềm tin sâu sắc nên đọc kinh trì chú, lễ sám đều cảm nhận con đang lễ Bồ Tát, không phải lễ cái tượng gỗ, nên được nhất tâm hơn trước rất nhiều. 5. Có niềm tin nên đi đâu cũng cảm giác an toàn, an lạc lạ thường. 6. Đắc một pháp, các pháp còn lại tự nhiên liễu ngộ. Linh ứng nhờ pháp cúng dường thì con cũng có nhiều, con xin tạm chia sẻ linh ứng mới nhất cho các bạn hoan hỷ. 1. Lúc Covid của Sài Gòn lên đến đỉnh điểm chung cư nhà con, tầng nào cũng bị có người F0, nên bị giăng dây không được di chuyển. Điều kỳ lạ là trừ tầng của nhà con, mùa dịch không bị cấm đoán, đi lại bình thường. 2. Lúc Sài Gòn mở cửa, nhà nào cũng có F0, riêng những nhà hàng xóm tiếp xúc với nhà con hoặc chơi với con của con đều không bị Covid. 3. Công ty con tất cả các phòng đều có F0, riêng phòng của con đang làm việc thì không có, và những người con thường tiếp xúc cũng không bị. 4. Và các việc thiện trong mùa dịch tự nhiên đến với gia đình con một cách kỳ lạ, nên con giúp đỡ được nhiều người hơn. Con đội ơn thầy, nếu thầy không chỉ điểm cho con, thì con còn ngập lặng trong các vọng tưởng không bao giờ chấm dứt. Con dập đầu đảnh lễ bổn sư, bổn tôn, sư phụ, thầy tổ để đưa ra trăm nghìn phương tiện để cứu giúp tất cả chúng sanh đủ mọi loài căn cơ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Tuyên Hóa Bồ Tát. Sammo di soha.